À, các bạn sẽ này, các bạn nghe này, luyện thăng là một bài tập để giúp cho cổ họng của mình và cái hơi của mình trước khi mình hát nó được tự tin hơn và nó không bị mệt nha. Rồi các bạn hát phần luyện thăng với thầy, mỗi nốt bằng trường độ bằng nốt trắng hai khác nha. Từ đồ bắt đầu.